Có một số ý kiến thắc mắc, Thượng tọa Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào chỉ trong 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học? Vậy thực hư về việc này là như thế nào? Kính mời quý vị cùng chúng tôi xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng và phân tích từ các nguồn tin uy tín để hiểu rõ hơn về sự việc này trong video này, quý vị nhé. Nhưng kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Chân Quang có mối quan hệ rộng rãi và sở hữu nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, dư luận cả nước hết sức quan tâm và bức xúc trước những hành động và phát ngôn vô trách nhiệm của vị sư này. Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách là một trụ trì tuyên truyền giảng đạo và dạy dỗ Phật tử, nhưng lại chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc và cúng dường. Thượng tọa thậm chí còn được gọi với biệt danh là thầy Thích Cúng Dường, do những hành động luôn nhằm mục đích cúng dường và những lời nói gây tranh luận. Như chúng ta đã biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang bằng cách cấm sống, cấm phát ngôn và cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm dưới mọi hình thức. Mặc dù hình thức kỷ luật này còn nhẹ, nhưng cũng đã phản ánh phần nào những hành vi sai trái của vị sư này. Dư luận đang yêu cầu xử lý nghiêm minh Thượng tọa theo đúng quy định của pháp luật và tìm ra ai đã cấp bằng tiến sĩ cho sư. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội lưu truyền một tấm ảnh bằng tốt nghiệp cấp 3 bộ túc văn hóa có tên Dương Tấn Việt, tên thật của Thượng tọa Thích Chân Quang, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989. Nếu thông tin này là đúng thì Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cấp 3 trung học hệ bộ túc văn hóa khi đó là 30 tuổi, có nghĩa là không được học hành bài bản khi còn niên thiếu. Thông thường người học bộ túc văn hóa rất khó vào đại học do trình độ kiến thức bộ túc này kém xa so với hệ trung học chính quy. Thế nhưng trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang rất đặc biệt. Từ trình độ cấp 3 bộ túc văn hóa, chẳng biết bằng con đường nào vị sư này đã thi đậu theo học rồi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2001. Sư Thích Chân Quang có bằng cử nhân tiếng Anh hay không thì cần xác minh, vì có lúc sư lại nói sư có chứng chỉ IELTS, một giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho học sinh du học các nước Anh, Mỹ, Úc. Nếu đã có bằng cử nhân tiếng Anh thì không cần tới giấy chứng nhận này nữa. Thừa thắng xông lên tiếp tục theo đuổi con đường học vấn thâm sâu, Thượng tọa Thích Chân Quang theo học ngành luật văn bằng 2, tức là vừa học vừa làm, ở Đại học Luật Hà Nội. Và sư đã tốt nghiệp cử nhân luật với loại giỏi. Ngay thời gian đó, Thượng tọa trúng tuyển nghiên cứu sinh, tức là sinh viên tiến sĩ, khóa 25B, trường Đại học Luật Hà Nội. Mặc dù khóa học này kéo dài 4 năm, tức là từ năm 2019 cho đến năm 2023, theo chương trình đào tạo tiến sĩ từ bậc cử nhân và diễn ra trong thời gian cả nước phong tỏa để chống dịch COVID-19, vị sư này đã rất xuất sắc hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong 2 năm 4 tháng. Thưa quý vị, hiện tại cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang đặt câu hỏi về quy trình cấp bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Trong video này, chúng tôi xin được trích dẫn cụ thể từ một đoạn video do chính lời của Thượng tọa như thế này. Có một cái trường đại học, ban giám hiệu người ta có tâm đạo, người ta mời thầy tới, người ta cúng dường cho thầy cái bằng tốt nghiệp tiến sĩ được luôn. Đấy, chủ yếu là người ta có tâm, một trường đại học nó cúng cho thầy không cần học. Thượng tọa Thích Chân Quang nói rằng không cần phải học, và tấm bằng tiến sĩ đó là do trường đại học cúng dường cho. Mặc dù sư không nêu rõ tên trường, nhưng chúng ta đều nằm biết đó là trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho sư, một hình thức cúng dường. Thượng tọa khẳng định không mất tiền, nhưng theo quan điểm của cư dân mạng thì vị sư này đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua bằng tiến sĩ và hiện tại đang chuẩn bị nhận thêm một bằng tiến sĩ thứ hai. Một chuyên gia về giáo dục đại học và cũng có nhiều năm làm công tác đào tạo đại học cho hay như thế này. Nghiên cứu sinh Dương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, vốn tốt nghiệp đại học ngành luật hệ vừa học vừa làm. Việc học đại học xong, học viên Dương Tấn Việt được nhận vào làm nghiên cứu sinh học tiến sĩ là chuyện rất đặc biệt. Bởi hệ chuyển tiếp thẳng học luôn tiến sĩ từ cử nhân thường chỉ dành cho những sinh viên cực kỳ xuất sắc. Còn thông thường sau khi tốt nghiệp cử nhân chỉ cho học thạc sĩ, chưa kể việc học thẳng thạc sĩ từ cử nhân mà không cần thi vào đã là rất hiếm. Do đó, theo chuyên gia, đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm là có thể nói một năm ở Việt Nam cũng chỉ có khoảng 10 người làm được việc này, tức là phải diện siêu giỏi và có những đóng góp phát hiện rất mới, đặc biệt mới được các nhà trường đưa vào danh sách tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh. Trong trường hợp của học viên Dương Tấn Việt, mọi người cũng rất băn khoăn. Luận văn tốt nghiệp đại học của ông có gì đặc biệt để được nhận vào làm nghiên cứu sinh? Ngoài ra, về quy trình và tổng thời gian đào tạo tiến sĩ, theo chuyên gia, từ thời điểm được công nhận là nghiên cứu sinh vào tháng 12 năm 2019 cho đến thời điểm bảo vệ là tháng 12 năm 2021, tức tròn 2 năm. Mặc dù phía trường Đại học Luật Hà Nội cũng có báo cáo với báo chí ngày 25 tháng 6 giải thích đã làm đúng luật, nhưng tôi cho rằng vẫn sai. Bởi bản thân quy định về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của nhà trường cũng ghi nếu trong trường hợp cực kỳ xuất sắc, thời gian đào tạo được rút ngắn 1 năm. Quy chế hiện tại nêu thời gian đào tạo tiêu chuẩn từ nghiên cứu sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ cũng giống ngành là 4 năm. Như vậy, nếu có rút ngắn đi 1 năm, chẳng phải còn 3 năm. Như thế, học viên Dương Tấn Việt vẫn thiếu 1 năm theo quy chế đào tạo của chính trường Đại học Luật Hà Nội. Theo chuyên gia, khi học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ, học viên phải học bù phần còn thiếu của chương trình thạc sĩ. Một chuyên gia giáo dục khác cũng đặt ra thắc mắc như thế này. Thượng tọa Thích Chân Quang hoàn tất việc học và có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng hơn 2 năm.
trong khi ông lại không phải dành thời gian học tập trung và làm nghiên cứu sinh mà còn làm những công việc khác ở chùa, quỹ thời gian có hạn. Thời gian đâu để làm phần khảo sát thực tế, thực nghiệm, điều tra xã hội học. Kể cả mạng lưới điều tra rất lớn, nhưng cũng phải có thời gian và xử lý số liệu. Đó là những điều mà hội đồng cần xem xét lại. Chuyên gia giáo dục này cũng băn khoăn như thế này. Trường Đại học Luật Hà Nội đã sắp xếp tổ chức các lớp học của học viên Dương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, như thế nào để hoàn tất việc học tiến sĩ được nhanh như vậy? Câu hỏi cần đặt ra với Trường Đại học Luật Hà Nội là, vậy có bao nhiêu nghiên cứu sinh làm được như trường hợp của ông Dương Tấn Việt? Thực tế, theo quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới, gần như không có trường hợp nào làm được như vậy. Thậm chí, ngay cả những giảng viên dạy trong môi trường đại học, suốt ngày nghiên cứu còn không làm nhanh được như vậy. Thượng tọa Thích Chân Quang, với trình độ học vấn chỉ đến lớp 8, đã nhận bằng tiến sĩ. Những hành vi và lời nói của sư thời gian qua thể hiện rõ sự thiếu học vấn và đạo đức, dạy dỗ các Phật tử theo kiểu dọa dẫm chỉ tiền và dị quyền. Chúng ta cũng xin trích thêm từ một đoạn video khác của Thượng tọa Thích Chân Quang như thế này. Chính trị là gì? Nếu mà định nghĩa theo chữ nghĩa thì chính trị là gì? Đó là chính sách, chính quyền, chính phủ gì đó không biết. Nhưng mà nếu nói bản chất của chính trị là gì? Là thủ đoạn, phải không? Hơn thua, giành giật, lừa gạt, mưu mô, thậm chí là làm mọi điều bị hổ nhất nếu cần, miễn là giành được quyền lợi cho mình. Bản chất chính trị là vậy, cho nên có rất nhiều câu chuyện nó châm biếm các nhà chính sách. Đó là những người nói dối, nhất là luật sư, nhi là chính trị gia. Ý họ châm biếm vì chính trị, do cái giành quyền lợi hoặc cá nhân, hoặc cho đất nước, người ta sẵn sàng làm những chuyện xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi. Bản chất chính trị là vậy. Kính thưa quý vị, đây đúng là giọng điệu khó chấp nhận và thật không thể chấp nhận được khi Thượng tọa Thích Chân Quang lại phát biểu như vậy trước công luận, cử tri và các Phật tử. Đây là hành vi không thể chấp nhận đối với một vị tu sĩ, một tiến sĩ và một trụ trì. Sư Thích Chân Quang còn tuyên truyền cho các Phật tử rằng muốn thăng quan tiến chức thì phải tìm người có chức có quyền và đút tiền cho họ. Cụ thể sư nói như thế này: muốn lên chức phải chạy cái loa, đi tìm người nào có thể quyết định được việc lên chức của mình mà mua chuộc họ, dùng tiền mà hối lộ mua chuộc họ để cho những người đó tác động và đề nghị cho mình lên chức. Đó là cách mà cả thế giới này giải quyết. Trong khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực tập trung vào công cuộc phòng chống tham nhũng, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thì Thượng tọa Thích Chân Quang lại tuyên truyền rằng cần tìm người có chức có quyền để đút tiền cho họ. Vị sư còn cho rằng thế giới cũng hành sự như vậy. Thượng tọa Thích Chân Quang đã lợi dụng vị trí trụ trì chùa và lòng tham để thoái hóa biến chất, sử dụng các chiêu trò mê tín dị đoan, lợi dụng đạo Phật để tuyên truyền và hù dọa các Phật tử, lôi kéo họ vào việc cúng dường bán tài sản, thậm chí là dây tiền thế chấp ngân hàng để cúng dường cho sư. Những hành vi này không chỉ phản bội lại niềm tin của các Phật tử mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kính thưa quý vị, câu chuyện về Thượng tọa Thích Chân Quang, người chỉ học đến lớp 8 nhưng lại được cấp bằng đại học và sau đó là bằng tiến sĩ trong vòng 2 năm, thật đáng chú ý nếu không có sự lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của đông đảo dư luận. Cộng đồng mạng cũng được một phen xôn xao khi Thượng tọa Thích Chân Quang tự nhận mình là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề này cho đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và công nhận. Điều này trái ngược hoàn toàn với phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Người dân Việt Nam ai cũng yêu mến và kính trọng Bác Hồ, coi Bác như một người cha, và tất cả người dân Việt Nam đều là con là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải chăng Thượng tọa Thích Chân Quang đang muốn mượn hình ảnh của Bác Hồ để làm điều gì đó trong đạo Phật? Và nếu thực sự ông là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật thì ông nên học tập và làm theo tấm gương sáng ngời của Bác Hồ kính yêu. Nhưng không, ông lại có những vi phạm bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật, cấm sống, cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm thì đó mới là điều thật đáng buồn. Đạo giáo là một kênh truyền thông rất quan trọng đối với đất nước và đối với dân tộc. Nếu tuyên truyền sai đường lối, sai với quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sự ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Qua câu chuyện của Thượng tọa Thích Chân Quang, chúng ta thấy được nhiều mặt trái và những vấn đề cần được làm rõ trong giới Phật giáo Việt Nam. Sự nghiêm minh của pháp luật và sự phản biện từ công luận là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sự trong sạch của đạo Phật và trật tự của xã hội. Còn quý vị nhận thấy vấn đề này như thế nào? Hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị bằng cách bình luận ở dưới phần video này. Xin hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Thượng tọa Thích Chân Quang từ lâu đã gây dậy sóng dư luận với những bài thuyết giảng nhân quả, những phát ngôn, những hành vi trái giới pháp luật và luân thường đạo lý, đến mức nhiều vị học giả trong nước đã gọi ông với một cái tên vô cùng nặng nề là một vị ma tăng hay xàm tăng và yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xử lý nghiêm. Nhưng mới đây, đề tài được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua đó là con đường học vấn và bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dù việc liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang, người đã từng tự xưng là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gây ra nhiều tranh cãi với những hành động và phát ngôn đầy tai tiếng. Đặc biệt câu chuyện về việc vị sư này nhận bằng tiến sĩ mà chỉ học đến cấp 2 đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng việc Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm
năm 2019 cho đến năm 2021 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại trường Đại học Luật Hà Nội là quá siêu phàm và nhiều tình tiết đáng ngờ. Những ngày gần đây sau khi lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi thì Thượng tọa Thích Chân Quang được cư dân mạng lục lại tiểu sử cũng như quá trình học vấn của ông. Ông tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, thế nhưng năm 2021 đã nhận bằng tiến sĩ luật cùng tại trường Đại học Luật Hà Nội. Có một số ý kiến thắc mắc Thượng tọa Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào chỉ trong 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Vậy thực hư về việc này là như thế nào? Kính mời quý vị cùng chúng tôi xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng và phân tích từ các nguồn tin uy tín để hiểu rõ hơn về sự việc này trong video này quý vị nhé. Nhưng kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Chân Quang có mối quan hệ rộng rãi và sở hữu nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, dư luận cả nước hết sức quan tâm và bức xúc trước những hành động và phát ngôn vô trách nhiệm của vị sư này. Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách là một trụ trì tuyên truyền giảng đạo và dạy dỗ Phật tử nhưng lại chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc và cúng dường. Thượng tọa thậm chí còn được gọi với biệt danh là thầy Thích Cúng Dường do những hành động luôn nhằm mục đích cúng dường và những lời nói gây tranh luận. Như chúng ta đã biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang bằng cách cấm sống, cấm phát ngôn và cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm dưới mọi hình thức. Mặc dù hình thức kỷ luật này còn nhẹ nhưng cũng đã phản ánh phần nào những hành vi sai trái của vị sư này. Dư luận đang yêu cầu xử lý nghiêm minh Thượng tọa theo đúng quy định của pháp luật và tìm ra ai đã cấp bằng tiến sĩ cho sư. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội lưu truyền một tấm ảnh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa có tên Dương Tấn Việt, tên thật của Thượng tọa Thích Chân Quang, do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989. Nếu thông tin này là đúng thì Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cấp 3 trung học hệ bổ túc văn hóa khi đó là 30 tuổi, có nghĩa là không được học hành bài bản khi còn niên thiếu. Thông thường người học bổ túc văn hóa rất khó vào đại học do trình độ kiến thức bổ túc này kém xa so với hệ trung học chính quy. Tuy nhiên, trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang rất đặc biệt. Từ trình độ cấp 3 bổ túc văn hóa, chẳng biết bằng con đường nào, vị sư này đã thi đậu theo học rồi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2001. Sư Thích Chân Quang có bằng cử nhân tiếng Anh hay không thì cần xác minh. Vì có lúc sư lại nói sư có chứng chỉ IELTS, một giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho học sinh du học các nước Anh, Mỹ, Úc. Nếu đã có bằng cử nhân tiếng Anh thì không cần tới giấy chứng nhận này nữa. Thừa thắng xông lên tiếp tục theo đuổi con đường học vấn thâm sâu, Thượng tọa Thích Chân Quang theo học ngành luật văn bằng 2, tức là vừa học vừa làm ở Đại học Luật Hà Nội. Và sư đã tốt nghiệp cử nhân luật với loại giỏi. Ngay thời gian đó, Thượng tọa trúng tuyển nghiên cứu sinh, tức là sinh viên tiến sĩ khóa 25E trường Đại học Luật Hà Nội. Mặc dù khóa học này kéo dài 4 năm, tức là từ năm 2019 cho đến năm 2023, theo chương trình đào tạo tiến sĩ từ bậc cử nhân và diễn ra trong thời gian cả nước phong tỏa để chống dịch COVID-19. Vị sư này đã rất xuất sắc hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong 2 năm 4 tháng. Thưa quý vị, hiện tại cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang đặt câu hỏi về quy trình cấp bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Trong video này, chúng tôi xin được trích dẫn cụ thể từ một đoạn video do chính lời của Thượng tọa như thế này. Có một cái trường đại học, ban giám hiệu người ta có tâm đạo, người ta mời thầy tới, người ta cúng dường cho thầy cái bằng tốt nghiệp tiến sĩ được luôn. Đấy, chủ yếu là người ta có tâm, một trường đại học nó cúng cho thầy, không cần học. Thượng tọa Thích Chân Quang nói rằng không cần phải học và tấm bằng tiến sĩ đó là do trường đại học cúng dường cho. Mặc dù sư không nêu rõ tên trường nhưng chúng ta đều ngầm biết đó là trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho sư, một hình thức cúng dường. Thượng tọa khẳng định không mất tiền, nhưng theo quan điểm của cư dân mạng thì vị sư này đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua bằng tiến sĩ và hiện tại đang chuẩn bị nhận thêm một bằng tiến sĩ thứ hai. Một chuyên gia về giáo dục đại học và cũng có nhiều năm làm công tác đào tạo đại học cho hay như thế này: nghiên cứu sinh Dương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, vốn tốt nghiệp đại học ngành luật hệ vừa học vừa làm. Việc học đại học xong, học viên Dương Tấn Việt được nhận vào làm nghiên cứu sinh học tiến sĩ là chuyện rất đặc biệt. Bởi hệ chuyển tiếp thẳng học luôn tiến sĩ từ cử nhân thường chỉ dành cho những sinh viên cực kỳ xuất sắc. Còn thông thường sau khi tốt nghiệp cử nhân chỉ cho học thạc sĩ, chưa kể việc học thẳng thạc sĩ từ cử nhân mà không cần thi vào đã là rất hiếm. Do đó, theo chuyên gia, đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm là có thể nói một năm ở Việt Nam cũng chỉ có khoảng 10 người làm được việc này, tức là phải diện siêu giỏi và có những đóng góp phát hiện rất mới, đặc biệt mới được các nhà trường đưa vào danh sách tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh. Trong trường hợp của học viên Dương Tấn Việt, mọi người cũng rất băn khoăn. Luận văn tốt nghiệp đại học của ông có gì đặc biệt để được nhận vào làm nghiên cứu sinh? Ngoài ra, về quy trình và tổng thời gian đào tạo tiến sĩ, theo chuyên gia, từ thời điểm được công nhận là nghiên cứu sinh vào tháng 12 năm 2019 cho đến thời điểm bảo vệ là tháng 12 năm 2021, tức tròn 2 năm. Mặc dù phía trường Đại học Luật Hà Nội cũng có báo cáo với báo chí ngày 25 tháng 6 giải thích đã làm đúng luật, nhưng tôi cho rằng vẫn sai. Bởi bản thân quy định về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của nhà trường cũng ghi nếu trong trường hợp cực kỳ xuất sắc, thời gian đào tạo được rút ngắn 1 năm. Quy chế hiện tại nêu thời gian đào tạo tiêu chuẩn từ nghiên cứu sinh có bằng đại học
nhưng chưa có bằng thạc sĩ, cũng giống ngành là 4 năm. Như vậy, nếu có rút ngắn đi 1 năm, vẫn phải còn 3 năm. Như thế, học viên Trương Tấn Diệp vẫn thiếu 1 năm theo quy chế đào tạo của chính trường Đại học Luật Hà Nội. Theo chuyên gia, khi học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ, học viên phải học bù phần còn thiếu của chương trình thạc sĩ. Một chuyên gia giáo dục khác cũng đặt ra thắc mắc như thế này. Thượng tọa Thích Văn Quang hoàn tất việc học và có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng hơn 2 năm. Trong khi ông lại không phải dành thời gian học tập trung và làm nghiên cứu sinh mà còn làm những công việc khác ở chùa, quỹ thời gian có hạn. Thời gian đâu để làm phần khảo sát thực tế, thực nghiệm, điều tra xã hội học. Kể cả mạng lưới điều tra rất lớn nhưng cũng phải có thời gian và xử lý số liệu. Đó là những điều mà hội đồng cần xem xét lại. Chuyên gia giáo dục này cũng băn khoăn như thế này. Trường Đại học Luật Hà Nội đã sắp xếp tổ chức các lớp học của học viên Dương Tấn Diệp, tức là Thượng tọa Thích Văn Quang, như thế nào để hoàn tất việc học tiến sĩ được nhanh như vậy? Câu hỏi cần đặt ra với Trường Đại học Luật Hà Nội là, vậy có bao nhiêu nghiên cứu sinh làm được như trường hợp của ông Dương Tấn Diệp? Thực tế, theo quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới, gần như không có trường hợp nào làm được như vậy. Thậm chí, ngay cả những giảng viên dạy trong môi trường đại học, suốt ngày nghiên cứu còn không làm nhanh được như vậy. Thượng tọa Thích Văn Quang với trình độ học vấn chỉ đến lớp 8 đã nhận bằng tiến sĩ. Những hành vi và lời nói của sư thời gian qua thể hiện rõ sự thiếu học vấn và đạo đức, dạy dỗ các Phật tử theo kiểu dọa dẫm trị tiền và dị quyền. Chúng ta cũng xin trích thêm từ một đoạn video khác của Thượng tọa Thích Văn Quang như thế này. Chính trị là gì? Nếu mà định nghĩa theo chữ nghĩa thì chính trị là gì? Đó là chính sách, chính quyền, chính phủ gì đó không biết. Nhưng mà nếu nói bản chất của chính trị là gì? Là thủ đoạn, phải không? Hơn thua, giành giật, lừa gạt, mưu mô, thậm chí là làm mọi điều bị ổ nhất nếu cần, miễn là giành được quyền lợi cho mình. Bản chất chính trị là vậy, cho nên có rất nhiều câu chuyện nó châm biếm các nhà chính sách. Đó là những người nói dối, nhất là luật sư, nhi là chính trị gia. Ý họ châm biếm vì chính trị, do cái giành quyền lợi hoặc cá nhân hoặc cho đất nước, người ta sẵn sàng làm những chuyện xấu xa, hèn hạ, bỉ ổi. Bản chất chính trị là vậy. Kính thưa quý vị, đây đúng là giọng điệu khó chấp nhận và thật không thể chấp nhận được khi Thượng tọa Thích Văn Quang lại phát biểu như vậy trước công luận, cử tri và các Phật tử. Đây là hành vi không thể chấp nhận đối với một vị tu sĩ, một tiến sĩ và một trụ trì. Sư Thích Văn Quang còn tuyên truyền cho các Phật tử rằng muốn thăng quan tiến chức thì phải tìm người có chức có quyền và đút tiền cho họ. Cụ thể sư nói như thế này: muốn lên chức phải chạy cái loa, đi tìm người nào có thể quyết định được việc lên chức của mình mà mua chuộc họ, dùng tiền mà hối lộ mua chuộc họ để cho những người đó tác động và đề nghị cho mình lên chức. Đó là cách mà cả thế giới này giải quyết. Trong khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực tập trung vào công cuộc phòng chống tham nhũng, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thì Thượng tọa Thích Văn Quang lại tuyên truyền rằng cần tìm người có chức có quyền để đút tiền cho họ. Vị sư còn cho rằng thế giới cũng hành sự như vậy. Thượng tọa Thích Văn Quang đã lợi dụng vị trí trụ trì chùa và lòng tham để thoái quá biến chất, sử dụng các chiêu trò mê tín dị đoan, lợi dụng đạo Phật để tuyên truyền và hù dọa các Phật tử, lôi kéo họ vào việc cúng dường, bán tài sản, thậm chí là vay tiền thế chấp ngân hàng để cúng dường cho sư. Những hành vi này không chỉ phản bội lại niềm tin của các Phật tử mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kính thưa quý vị, câu chuyện về Thượng tọa Thích Văn Quang, người chỉ học đến lớp 8 nhưng lại được cấp bằng đại học và sau đó là bằng tiến sĩ trong vòng 2 năm, thật đáng chú ý nếu không có sự lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của đông đảo dư luận. Cộng đồng mạng cũng được một phen xôn xao khi Thượng tọa Thích Văn Quang tự nhận mình là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề này cho đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và công nhận. Điều này trái ngược hoàn toàn với phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Người dân Việt Nam ai cũng yêu mến và kính trọng Bác Hồ, coi Bác như một người cha, và tất cả người dân Việt Nam đều là con là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải chăng Thượng tọa Thích Văn Quang đang muốn mượn hình ảnh của Bác Hồ để làm điều gì đó trong đạo Phật? Và nếu thực sự ông là cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật thì ông nên học tập và làm theo tấm gương sáng ngời của Bác Hồ kính yêu. Nhưng không, ông lại có những vi phạm bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật, cấm sống, cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm thì đó mới là điều thật đáng buồn. Đạo giáo là một kênh truyền thông rất quan trọng đối với đất nước và đối với dân tộc. Nếu tuyên truyền sai đường lối, sai với quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sự ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Qua câu chuyện của Thượng tọa Thích Văn Quang, chúng ta thấy được nhiều mặt trái và những vấn đề cần được làm rõ trong giới Phật giáo Việt Nam. Sự nghiêm minh của pháp luật và sự phản biện từ công luận là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sự trong sạch của đạo Phật và trật tự của xã hội. Còn quý vị nhận thấy vấn đề này như thế nào? Hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị bằng cách bình luận ở dưới phần video này. Xin hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Thượng tọa Thích Văn Quang từ lâu đã gây dậy sóng dư luận với những bài thuyết giảng nhân quả, những phát ngôn, những hành vi trái với pháp luật và luân thường đạo lý, đến mức nhiều vị học giả trong nước đã gọi ông với một cái tên vô cùng nặng nề là một vị ma tăng hay xàm tăng và yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xử lý nghiêm. Nhưng mới đây, đề tài được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua, đó là con đường học vấn và bằng cấp của Thượng tọa Thích Văn Quang
trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ việc liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang, người đã từng tự xưng là cháu ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gây ra nhiều tranh cãi với những hành động và phát ngôn đầy tai tiếng. Đặc biệt câu chuyện về việc vị sư này nhận bằng tiến sĩ mà chỉ học đến cấp 2 đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng việc Thượng tọa Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm năm 2019 cho đến năm 2021 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại trường Đại học Luật Hà Nội là quá siêu phàm và nhiều tình tiết đáng ngờ.